Aloha, xin chào anh chị và các bạn. Mình là My và đây là channel Chuyện của My. Video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh chị các bạn những điều chúng ta nên làm để có thể chung sống an toàn với virus COVID-19. Và dù là quá sớm để nói lên bất cứ điều gì, nhưng mà mình hy vọng rằng chiếc video này sẽ là video cuối cùng trong cái chuỗi series vlog mùa dịch cho channel Chuyện của My. Và điều này sẽ đồng nghĩa với việc là tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn nói riêng và ở các địa phương khác nữa sẽ được kiểm soát tốt. Hy vọng là như vậy. Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu là cái dịch bệnh virus COVID-19 này nó sẽ không tự nhiên đùng một cái mà nó mất đi. Sẽ không có chuyện là ngủ một giấc xong rồi sáng hôm sau thức dậy thì thành phố tuyên bố là hết dịch rồi được, đúng không ạ? Mà cái gì nó cũng cần phải có thời gian. Khi mà cái sức đề kháng của mọi người trong chúng ta tăng lên, khi mà các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các y bác sĩ, các nhà khoa học nghiên cứu ra được một cái loại thuốc đặc trị hoặc là một cái loại vaccine mà nó tối ưu hơn á, thì rồi virus COVID-19 cũng sẽ giống như là những cái con virus khác mà từng là một cái cơn ác mộng ở thời ông bà cha mẹ chúng ta, ví dụ như là thủy đậu nè, bạch hầu chẳng hạn. Nhưng mà đối với thời chúng ta và những cái thế hệ trẻ sau này nữa thì đó không còn là cái nỗi ám ảnh quá ghê gớm nữa, bởi vì chúng ta đã được tiêm vaccine từ lúc còn rất là nhỏ rồi, đúng không ạ? Thì virus COVID-19 rồi nó cũng sẽ như vậy đó anh chị và các bạn. Nhưng mà để được đến ngày đó thì nó cần phải có cả một cái quá trình, và trong quá trình đó thì chúng ta nên làm gì để mà bảo vệ được an toàn sức khỏe cho bản thân và những người thân của chúng ta nữa, thì xin mời anh chị các bạn cùng xem video ngày hôm nay nhé. Cái điều đầu tiên mà chúng ta nên làm đó là tự trang bị kiến thức cho mình. Kiến thức về cái gì? Kiến thức về virus COVID-19 và về các biến thể của virus COVID-19. Ở Việt Nam thì cái biến thể Delta nó đang là mưa làm gió trong cái thời gian vừa qua, đúng không ạ? Nhưng mà trên thế giới thì đã xuất hiện rất là nhiều những cái biến thể khác và cũng có nguy cơ cao và đe dọa như là cái biến thể Delta và thậm chí còn hơn nữa. Nên cái việc là hiểu về virus COVID-19 và biết về các biến thể của nó sẽ phần nào giúp chúng ta có thể suy ra được những cái cách phòng ngừa và chống lại nó. Biết địch biết ta, trong trận trong thắng nè. Cái điều trang bị thứ hai đó là trang bị những cái kiến thức để mà chăm sóc sức khỏe thường thức. Ví dụ như là cách ứng phó khi mà chúng ta bị sốt nè, bị ho, bị sổ mũi, bị nhức đầu, bị đau họng, thì chúng ta nên làm gì để mà chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả những người thân xung quanh chúng ta nữa, thì đó là cũng một cái điều hết sức là quan trọng, đúng không anh chị và các bạn? Cái điều thứ hai mà mình muốn đề cập trong video ngày hôm nay đó là việc chúng ta tiêm đủ liều vaccine. Trong video này thì mình sẽ không đề cập đến cái vấn đề là chúng ta tiêm vaccine gì, hiệu gì đâu nha, bởi vì cái đó là tùy thuộc vào cái quyền quyết định của mỗi cá nhân và mình rất là tôn trọng điều đó. Tuy nhiên chắc là mọi người sẽ đồng ý với mình á, là cái việc tiêm vaccine là cái chiếc chìa khóa để giúp cho chúng ta quay trở lại với cái cuộc sống bình thường mới. Không thể không làm gì hết mà tự nhiên cái dịch bệnh nó hết được, đúng không ạ? Cho nên nếu như anh chị và các bạn không nằm trong cái đối tượng mà chống chỉ định để tiêm vaccine thì chúng ta nên chủ động tiêm đủ liều vaccine nhé. Cái điều thứ ba, cái điều này thì cho dù là sau này địa phương nơi anh chị và các bạn sinh sống có hủy bỏ lệnh giãn cách xã hội đi chăng nữa thì mình nghĩ là cái điều này cũng nên duy trì, đó chính là thực hiện theo 5K. 5K là gì? Thì mình xin nhắc lại, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Bởi vì chúng ta đều hiểu một điều là cái con virus này á, nó không có tự nhiên nó mất đi, dịch bệnh nó không tự nhiên nó hết, mà chỉ là được kiểm soát thôi, nằm trong cái vòng kiểm soát an toàn thôi. Cho nên là nếu chúng ta không cẩn thận thì dịch sẽ có nguy cơ bị bùng phát trở lại, biết đâu bất ngờ, đúng không ạ? Rồi cái điều thứ tư đó là giữ gìn vệ sinh. Giữ gìn vệ sinh ở đây thì trước hết là mình sẽ đề cập đến việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Chúng ta phải lau dọn nhà cửa, khử khuẩn các bề mặt và mở cửa sổ để cho cái không gian sống của chúng ta được thông thoáng. Và đặc biệt chú ý take care hơn, chăm sóc kỹ hơn cái toilet, cái nhà vệ sinh của chúng ta, bởi vì đó là cái môi trường mà dễ lây lan không chỉ virus COVID-19 mà còn các mầm bệnh khác nữa. Nên là chúng ta phải quan tâm và dọn vệ sinh cái toilet nhiều hơn. Rồi, cái giữ vệ sinh thứ hai đó là giữ vệ sinh cá nhân. Ở đây thì mình đang không có nhắc đến cái việc là phải đánh răng rồi tắm gội rửa mặt mỗi ngày đâu ạ. Tại vì cái đó là hiển nhiên rồi. Mình muốn nhắc đến cái việc là chúng ta sẽ phải rửa tay, rửa mũi và súc họng mỗi ngày. Và đây là một cái thói quen mà mình nghĩ là nên duy trì giống như là cái việc đánh răng hàng ngày vậy đó. Chia sẻ thêm, trong cái trường hợp mà mọi người không có mua được cái dung dịch nước muối y tế á, bán ở các nhà thuốc á, thì chúng ta có thể tự pha nước muối để mà rửa mũi và súc họng mỗi ngày. Và cái tỷ lệ phù hợp để pha nước muối mình đã nghiên cứu ở trên mạng đó là 1 lít nước đun sôi để nguội pha với 9 gram muối, và cái thành phẩm thu được sẽ là dung dịch natri clorua 0,9%, hay còn gọi là nước muối sinh lý đó. Cuối
cùng, cái điều số 5 đó là tập thể dục. À, bên cạnh cái việc tập thể dục để có một cái body đẹp, à, tập thể dục để tăng cường sức khỏe, tăng cường cái khả năng tim mạch tuần hoàn máu, thì cái đó là nhiều người nói, là nhiều phương tiện thông tin đã đề cập, chúng ta biết rồi đúng không ạ? Nhưng mà trong video ngày hôm nay trên channel Chuyện của My thì mình muốn nhắc đến một cái bài thể dục dành riêng cho hệ hô hấp của chúng ta, đó là bài tập thở. Nghe đến đây thì chắc nhiều người sẽ thắc mắc là ủa, thở cũng phải tập nữa hả? Nhưng mà đúng, phải tập anh chị và các bạn. À, cái bài tập thở này nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Chúng ta hít vào bằng mũi cho đến khi mà cảm giác là cái bụng của chúng ta nó phồng căng lên, nó phồng cái không khí lên. Và sau đó chúng ta sẽ mím môi lại và từ từ thở ra bằng miệng cho đến khi mà cái bụng của chúng ta nó xẹp xuống, tức là mình đã thở hết không khí ra ngoài rồi đó. Và chúng ta cứ lần lượt như thế, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Bài tập quá là dễ luôn đúng không ạ? Và tất cả mọi người đều có thể là thực hiện được, già trẻ lớn bé gì cũng làm được hết trơn á. Và mình sẽ để ở đây cái hình các động tác chi tiết của bài tập này, là chúng ta sẽ có động tác là nằm nghiêng rồi nằm sấp rồi đó, để mà anh chị các bạn có thể tham khảo và tập theo nha. Bài tập này đã được khuyên dùng cho các bệnh nhân F0 dương tính với lại virus COVID-19 để mà tăng cường sức khỏe cho cái phổi á, và hạn chế khả năng bị suy hô hấp và phải thở máy đó anh chị và các bạn. Cho nên ngoài việc là tập luyện thể dục thể thao, các bài HIIT, bài plank, bài squat, bài tabata để mà có một cái body đẹp, thì cũng đừng quên tập luyện cả cho hệ hô hấp của chúng ta, phải tập thở nhớ nha. Cái việc tập thở ngoài việc là tăng cường chức năng hô hấp thì nó còn giúp cho cả sức khỏe tinh thần của chúng ta nữa đó anh chị và các bạn. Nó cũng giống như là khi mà mình ngồi thiền á, khi mà chúng ta thư giãn và vứt bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực, vứt bỏ những cái điều rối ren và lo âu ở trong đầu chúng ta đi rồi, và chỉ giữ lại niềm vui và những cái suy nghĩ tích cực lạc quan thôi, thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhõm và dễ chịu đi rất là nhiều. Sắp đến ngày 15 tháng 9 rồi, và mình thấy là Sài Gòn nơi mình sinh sống thì cũng đã gia giảm phần nào những cái biện pháp giãn cách xã hội, là người ta đã cho các hàng quán được buôn bán trở lại, tất nhiên là chỉ bán đem về thôi chứ cũng không có được dùng tại chỗ. Tuy nhiên đó cũng là một tín hiệu rằng cuộc sống của chúng ta đã đến lúc dần dần quay trở lại sự bình thường, mặc dù đó là sự bình thường mới chứ cũng không phải là giống như xưa nữa, nhưng mà đó là một tín hiệu đáng mừng, đáng hy vọng đúng không ạ? Mình không mong muốn gì hơn là chúc cho anh chị các bạn được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ ổn sớm thôi. Stay strong everyone, thank you, bye bye.